muốn mình tìm đến thiên nhiên. Tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn làm một thứ cỏ cây, vui trong gió và không yêu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oan ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau. Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Em có thấy hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi, giờ đâu còn tìm được nét vui. Tôi muốn thành loài thú đi hoang. Tôi muốn sống như loài chim ngàn. Tôi muốn cười vào những khoe khoang. Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oan ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau. Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Tôi xin mời quý bác sĩ về. Này tên là Thiên Thảo Đường. Mặt bằng trong này thấy đã. Nước này là do cái máy của chúng tôi sáu năm vâng. Bán nhưng mà bán rẻ để cho người nghèo thường thường thì mình khoan cái giếng rồi lấy trước làm công việc master cho nên là thăm chấp trước để cho mình biết là cái nào đủ quá cái nào thì với chồng tôi mua cả cái sau cái công đồng đạo công đồng của giáo hội là bây giờ giáo hội
cùng chia sẻ mọi cái âu lo khó khăn của người, những cái âu khổ kết tiếp lại để mà nó lấy từ thiên đàng của mình, nhưng mà để tất cả mọi người cùng chia sẻ cái nỗi lo âu của cái người Việt Nam, Việt Nam rồi. Như vậy thì có hai ngành nam nữ. Việt Nam thì có bốn cái hoạt động chính, một là xóa đói giảm nghèo, làm cái chương trình tiến triển chăn nuôi cho khoảng 600 gia đình. Trước đây thì làm thí nghiệm 200 gia đình, thì bây giờ mình làm 600 gia đình là mình nuôi con heo nái cho đến 18 kg, con heo con 18 kg, cho người ta mượn con heo giống, rồi mượn thực phẩm và mượn cả thú y. Thành ra đi cư ở đây á, có một cái ngành bên Nam đó là bên nữ là học thú y nhiều lắm, và có cả bác sĩ nữa. Đó thì là để mà khi mình cho người ta mượn con heo thì theo rồi cho đến cùng, để đến khi mà khoảng 13 tháng thì con heo được lên dưới 100 kg, thế thì mình đem bao tiêu cho họ luôn. Rồi khi đem trở lại đó thì mình trừ cái tiền chống này, rồi trừ cái tiền cám để cho mình kéo dài được cái dự án nhiều năm. Rồi thì thú y thì mình cho không, mà nếu có chích rồi cái loại heo mình chọn là heo siêu nặng, tức là con heo mỡ đó, tầm thì 100 kg hơi, 70 kg thịt và 30 kg đầu lòng. Như là con heo mà mình nuôi đây ấy, thì được 80 kg thịt, 20 kg đầu lòng, nó hơn được 10 kg. Thế thì mục đích của mình là muốn tìm cái lợi tức được nhiều cho cái con người nuôi đó. Thành thực ra là những cái đó, cái đó, rồi cái thực phẩm từ nhà máy. Còn bên này là cái vườn của Việt Nam thì nó cả bên kia là tù luôn. Dạ. Cái dầu chứ. Cái này là gồm có những cái lá gì trong này? Cái này là có cái hy thiên thảo á. Cái lợn á. À, rồi đinh hoa, cái hoa kết lợn á hả? Mình lại cái lạ với cái hoa còn nữa. Rồi cái đinh lăng, rồi là cái bậc hà rồi sống đây hay. Những cái cây nó có cái tinh dầu nữa. Vâng, xong rồi mới phơi khô. Dạ, chúng con ví dụ những cái loài nào chúng con cần sấy, chúng con sấy. Loài nào cần sao thì chúng con sao. Mình rửa sạch xong, phơi khô xong vô sao, sao rồi mình sấy. Sấy đó chúng con xay. Rồi. Và những cái này là mình đưa cho bệnh nhân. Và là tiền thì sao? Trả tiền thì chúng con không có lợi, nhưng mà có một cái thùng qua đến đợi nè. Tức là tự nguyện. Tự nguyện chứ mình không có lấy tiền. Con là có một người đó là có một em nam á. Dạ. Cái này nó là chúng con ví dụ mình chừa cho họ những cái người mà bị phù thủng á, mình cho cái vậy là lợi tiểu. Dạ rồi ví dụ những cái người mà u tai uống cái này cũng được. Đau nhất cũng được. Còn cái ngũ trạo này thì nó đau nhất hay lắm. Dạ những cái người mà bị bong gân rồi á. Rồi. Cây này em hồi nãy em nói là cây gì? Dạ cây cối xay ạ. Tại vì nhìn nó giống cây cối quá hả? Dạ nó đẹp quá nhỉ. Cái vườn ngoài đó chúng con làm cái hệ thống mà nó thông qua đó. Còn bên này thì mình nhấn để là mình lại sổ cho bệnh nhân. Để xong thì khi mình rút hồ sơ những ai theo vần. Bệnh nhân họ ngồi chờ ngoài sân. Dạ họ ngồi chờ giờ dọc hành lang này rồi. Tại vì chúng con học bên này là mình em được kiếm hết. Nếu em học em phải học mấy năm vậy? Dạ em học 3 năm cái thực tập, 1 năm là 4 năm. Năm xong rồi về làm được 6 năm. Là 10 năm. Nhìn nó theo vần đấy. Ai vần thì vô chúng ta. Rồi có quản lý bằng máy vi tính á? Dạ có. Cái này là lấy xong rồi mình bỏ qua đây số là nam, bên kia là nữ. Chia ra nam nữ. Một lần là bệnh nhân vào thì mình nhưng mà kim là thay liền. Tức là 2 ngày. Xong rồi các em thắp không? Dạ có. Có máy nhà may. Thì thí dụ làm sao mà mình cứ may rồi mình mang ra phát cho người nghèo hả? Đó, đẹp quá. Quay phim này xong tôi bỏ lên trên mạng nha các em. Tôi sẽ nói bác sĩ Nhật.
hoặc là có cái điện thoại hay cái gì để tôi liên lạc với em, khi nào tôi bỏ lên tôi sẽ nào gọi cho em. Đã lực rồi, đừng có lo. Dạ rồi, cái nhìn con nha. Đừng phơi.